Hello, xin chào cả nhà mình nha. Chiều hôm nay Toàn xin phép cho lưu cả nhà mình một cái lô hoa giấy nha cả nhà ha. Giấy này giấy cẩm thạch, bông tím nha. Dòng này dòng lá nhỏ siêu ho nha cả nhà ha. Bông rất là đẹp nha. Hiện tại giờ bông còn rất là nhiều luôn. Đó, bông li ti còn rất là nhiều. Thì anh em mình lấy về, anh em mình có thể chơi hoa giấy thì chúng ta chơi quanh năm. Anh em yên tâm nha. Thì hàng siêu mini. Hàng này là hàng mini. Đó, hàng mini nha anh em ha. Nó được ghép vào một cái góc giấy Mỹ có cũ như thế này nha. Anh em mình xem cái cũ nha. Đó. Thì cây rất là duyên nha. Đó, nếu mà anh em mình nhìn nè, sơ anh em mình nuôi cái bộ tàng của nó, anh em mình lót cái kín lại để cho nó không thấy cái chỗ ghép này nữa là cây nó sẽ rất là đẹp nha anh em ha. Với là cái cây mà những cây này anh em mình xả tàng lại nè, đó, xả tàng như này nuôi cái chóp luôn. Đó, về sang chậu nuôi, từ giờ tới Tết là chúng ta sẽ kín được cái chỗ này. Là sẽ đẹp này đó. Cây rất là đẹp và duyên nha anh em ha. Đó. Thì hoành của những cái gốc trái Mỹ này đa phần là Toàn sẽ đo cái hoành cho anh em mình nha. Hoành là từ 8 cm, 8 đến 12 cm nha anh em ha. Đó, hoành như này từ 8 đến 12 cm. Còn cái bộ cũ nó như này. Anh em thấy bộ cũ nó. Bộ cũ rất là duyên nha. À, anh em mình thấy cái bộ cũ rất là duyên nha. Chơi càng lâu thì bộ cũ càng to, càng quái và càng đẹp nha anh em ha. Còn cái bộ tàng ghép trên này này, anh em thấy không? Đó là cây số 1 này. Cây số 2 cũng vậy luôn, nhưng mà cây số 2 thì độ lách có độ lách cho anh em ha. Bộ cũ bộ rễ nó đây. Nó lách nhẹ như thế này và được ghép như thế này. Và đang nụ rất là nhiều nha anh em ha. Đó. Quá trình vận chuyển thì đôi khi nó có thể rụng một hai nụ là chuyện bình thường nha anh em ha. Đó. Đi về anh em mình nuôi lại nó sẽ ra ho lại thôi. Dòng này là dòng cẩm thạch tím, siêu ho lá nhỏ. Đó, rất là đẹp. Bông nó sẽ tím đậm mà lá nó nhỏ rất đẹp nha anh em ha. Đó. Anh em mình muốn cây mà nó phun cả ho thì anh em mình cắt nước cho ăn nắng 100% nè. Thì nó sẽ ra ho rất khi mà nó ra ho như thế này rồi anh em mình tưới nước đậm lại nha. Đó, và chúng ta tưới một ít kali để nó dưỡng ho thì ho nó sẽ đều và rất là đẹp. Một cặp như thế này nha anh em. Đó, cây này rất là hay nha, cây này nó lắc đẹp nha. Bộ rễ nó đây. Đặc điểm của cái rễ giấy Mỹ này nuôi càng lâu á, cái củ nó càng to và nó đẹp nha. Nó trắng nha, như củ sứ nha anh em ha. Và nó ít bị lao lắm, nó không có lao. Trừ khi anh em mình bỏ héo, anh em mình không tưới nước thì nó mới lao thôi. Mà nó lao thì nó cũng kéo sẹo qua liền à. Đó. Một cặp như thế này nè anh em. Anh dây anh em mình giao lưu một cặp như thế này. Một cặp này Toàn xin phép giao lưu cả nhà mình là 350.000, bao xíu xíu cốt toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Một cặp này 350.000, bao xíu xíu cốt toàn quốc anh em mình luôn. Về anh em mình trồng, anh em mình có thể ghép những cẩm thạch khác tùy anh em mình. Ví dụ như Toàn ghép cẩm thạch này là Toàn ghép cẩm thạch màu trắng nè. Bông trắng nè, à, anh em thấy không? Bông này bông trắng nè. Anh em cũng có thể ghép cẩm thạch đỏ. Đó. Nhưng mà thường thì Toàn sẽ ghép cái màu hồng phấn, màu hồng phấn này, màu tím và màu trắng, tại vì những cái này nó lá nó nhỏ. Đây là màu hồng phấn này. Hoặc là màu cam cũng được. Nó cũng 5 màu nha anh em ha. Tùy anh em mình về anh em mình ghép, anh em nào không có giống thì có thể xin Toàn. Đây. Một cặp như này 350.000, bao xíu xíu cố toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Cặp số 1 này. Nha, Toàn xuống cặp số 1 còn lên cặp số 2 cho anh em mình nha. Đây là cặp số 1 nha. Đây, cặp số 2 này. Đây là cặp số 2 thì sẽ mã là mã 3, mã 4 nha anh em ha. Đây là cặp số 2 nha. Kích thước thì nó như nhau hết anh em à. Chủ yếu cái rễ nó thôi. Đây. Cặp này bộ rễ nó này. Cái này bộ rễ nó, anh em thấy bộ rễ nó nha. Đó. Bông này. Đó là cây số 3 nha. Toàn bán nguyên cặp nha anh em. Cứ cặp 350, còn anh em mua lẻ giá khác nha. Đang bông rất là đẹp nha. Đây, đây cũng đang bông. Nằm ha. Bông tím đậm và rất là đẹp nha. Toàn ghép vào một góc trái Mỹ như thế này. Bộ rễ ở đây. Đó, bộ rễ như này. Nhìn xa rất là đẹp nha anh em ha. Về anh em mình đi kém tạo tác ra. Đó, một cặp như thế này. Đang ho.
350.000 bao ship xuất khẩu toàn quốc cho anh em mình nha. Cặp này cặp thứ hai nha. Cặp thứ hai nha anh em. Đó anh em mình nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ lại nè, đó. Bộ tán nó này. Nhánh ghép này, rễ này. Nha. Bộ tán nó luôn này. Nhánh ghép và rễ đây. Đó, đây là cặp số 2. Đây, cặp số 3 nha anh em, cặp số 3. Cặp số 3 là một cặp như thế này. Cũng đang ho như thế này nha cả nhà. Đó, bộ tán nè. Lá tư rất là đẹp nha. Còn sẽ quay cho anh em mình xem nha. Đây, cái bộ rễ nó đây. Lách quái nha. Anh em thấy không? Bộ rễ nó như thế này. Bộ tán ghép nó như thế này. Rất là dày rồi nha anh em ha. Đây là cặp số 3 nha. Cặp số 3, cặp số 3 này cũng rất là duyên nha anh em ha. Đây bộ rễ này. Anh em thấy bộ rễ chưa? Đó. Đây, cái bộ tàn ghép đây, đang bông nè, đang bông các đầu đọt nha anh em ha. Đó, cây rất là hay nha. 350.000 cho cặp này nha anh em ha. Bao ship xuất khẩu toàn quốc cho anh em mình luôn. Đây là cặp số 3 nha. Cặp số 3 nha anh em ha. Rồi cặp số 4. Cặp số 4 này anh em nhìn nha. Cặp số 4 là cặp này dạng tông cao. Đó, tông cao như thế này. Cây nó cao lên. Đó, cái bộ tán dù nó này. Rất là dày nha. Đang ho. Đó, anh em nhìn cái bộ tán dù nó này. Ho. À, ghép rất là khỏe và mạnh luôn rồi đó. Cái này anh em mình chơi tông cao. Cái rễ nó đây. Cái rễ nó giống này. Hai chân rễ như này, vũ nữ trong dài. Anh em thơ. Đó, cây rất là hay nha. Anh em về làm dáng văn nhân, nếu mà chúng ta tỉ tác ra làm văn nhân, còn không thì cứ nuôi dù như này chúng ta chơi. Tại vì anh em nào thích đi kém thì tỉ tác lại đi kém làm dáng văn nhân. Còn anh em nào không thì cứ làm dù chóp như này chơi. Đấy. Đây, cặp này là tông cao hết. Đây cũng tán dù như này. Đó, rất là dày nha anh em. Đây, bộ rễ nó đây. Cây rất là hay nha anh em. Không, bộ rễ nó lấy qua. Lấy qua, cây rất hay nha. Về anh em mình nuôi một đưa kẽm vào làm tàn này rớt xuống này. Còn cái tàn này đưa qua đây là xong nha anh em ha. Nuôi lâu thì chúng ta sẽ có bộ tàn chúng ta làm như vậy. Sẽ rất là đẹp. Đây là cặp thứ tư nha anh em. Cặp thứ tư cũng là 350.000 bao ship xuất khẩu toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Cặp thứ tư đây, cặp thứ năm. Cặp thứ năm thì cây này cũng rất là duyên nha anh em ha. Đây bộ rễ ở đây rất là duyên nha, bộ rễ rất hay nha. Đó, anh em xem bộ rễ nó này ha, rễ rất là hay nha, coi nó nằm như thế này, đang ho. Đây là cặp thứ năm nha anh em ha, đó, bông rất là tím đậm rất là đẹp nha, cho anh em mình xem này bông nha. Đó, kích thước thì như Toàn nói rồi đó, 8-12 cm tùy coi nha, nhưng mà anh em mình hàng mini thì cứ dạ thôi, về gom chậu rồi rất là đẹp, anh em mình có cái chậu chúng ta gom vào những cái chậu để vào nhìn rất là hay. Đó, cái này như vậy. Cây rất là duyên nha anh em, ho. Đó, cặp này cặp thứ 5 nha. Tiếp này, cây này. Anh em nào mua lẻ lựa thì giá khác nha, giá nó sẽ cao hơn nha anh em ha. Có khi lại một cây nó tới 250. Còn anh em nào mua cặp như này 350 bao ship nha. Đó, cây này rất hay nha, bộ tàng nó này. Đang nụ ho chi chít hết nè, anh em thơ. Nụ cám á. Về nuôi nó ra nụ nó to lên. À, này nó 250 lên như thế này. Rất là hay nha. Đó, cặp này cặp số 5 nha, cặp số 5 nha anh em, cặp số 5 này rễ này rất hay nè, rất là đẹp nè. Cặp số 5 nha cả nhà. 350.000 bao ship xuất khẩu toàn quốc cho anh em mình nha. Đó,
Rồi đây, cặp số 6. Đây, cặp số 6 nha cả nhà, cặp số 6. Cũng đang ho như thế này. Thì Tùng sẽ cho anh em mình xem cây từng cây nha. Đây, cặp số 6, cái bộ rễ nó đây. Bộ rễ rất là hay nha. À, nổi lên trắng như củ sứ vậy. Ghép như đây, chi cành như thế này nha cả nhà. Ho tím riềm luôn, đang ho đây. Đó, bộ tàng nó đang ho đây. Ho rất là đậm nha, tím nha, lá nhỏ rất đẹp nha cả nhà. Đó, đây là một cây này. Cặp này cặp thứ 6 nha. Đây, cây này cũng vậy, đang dán nó bay bay như thế này, bộ rễ nó đây. Bộ rễ nó như thế này nha. À, anh em thấy không? Rồi, dán nó bay bay như thế này. Đang ho nha cả nhà. Đó. Rất hay nha. À, anh em mình giao lưu nè. Từng cặp như thế này. Rồi, tổng là 6 cặp. Hôm nay Tùng sẽ giao lưu anh em mình 6 cặp đi. Chứ còn video nó dài quá thì Tùng đăng nó hơi nặng. Đó, anh em nào chốt thì inbox Tùng nha. Cái rất là đẹp và duyên nha cả nhà ha. Giấy cẩm thạch. Đó, giấy cẩm thạch nha anh em ha. Lá nhỏ. Anh em mình tìm hiểu về cái giá cẩm thạch này, anh em mình sẽ hiểu nha. Rồi, tôi xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.